Mời anh em thiện chí vào việc nào anh em ơi. Hàng này không chơi thì chơi hàng nào. Đồ này không phê thì phê đồ nào. Lục cục bạn bèo. Nó này thấy không? Nó là hàng này. Đấy. Này là nó da kính bình nha anh em. Không bọng, không bèo, không bạn, không bụt hết đó. Thấy không? Thuần chạo rễ tôi nó là rễ bắt ngắt vào lò quăng chiếc dép lên cho nó dễ này. Và nó là bán chiếc dép. Ui. Chiếc dép trái đây rồi thì còn chiếc dép phải đây. Em nào vào việc thì cứ alo alo alo. Rễ riết quá đẹp. Thật sự anh em cùng gu thì bắt nhịp. Em nào vào gu bắt nhịp nha. Bởi cái đó là xịu. Thật ra thì nhóm lên xúc cho mặt đế nó bằng đây thì cái cây này nó sẽ khác liền. Nó rễ anh em nhìn xem là biết. Giờ này mà con à. Nó này nó kia nữa thì dép dép vào dép vào đó. À, chậu vung hình như là 90 phụ bì 70 lọc làm tròn chậu luôn bót ngót bao là chiều cao nó tầm đây có mấy 2 4 60 cao tới cái đỉnh kia thì 70. Hàng bạn bạn bẹo nu cục lục đục đó nên vào việc thì cứ alo em xanh Quảng Nam đẹp trai nhưng chưa có người yêu, em nào có người yêu nhường lại thì đổi luôn người yêu luôn.